Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà nằm tại phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà chúng ta có diện tích là 46m2 với mặt tiền 3,8m và chiều sâu là 12m, được xây dựng 4,5 tầng với thiết kế tầng 1 là khu vực bếp và để xe, tầng 2 là phòng khách và một phòng ngủ, tầng 3, tầng 4 mỗi tầng 2 phòng ngủ, còn khu vực tầng 5 là phòng thờ sân phơi. Đây là ngõ vào của chúng ta. Phía trước của nhà chúng ta thì bớt lại đất để xe nữa, rất là rộng. Đặc biệt nữa, căn nhà của chúng ta với 3 mặt thoáng. Để em sẽ quay mặt bên này cho anh chị nhé. 3 mặt thoáng vĩnh viễn luôn nha anh chị. Đấy. Với cửa sổ mở sườn, tất cả các phòng đón ánh sáng tự nhiên hết. Đấy, mặt tiền rộng, diện tích form chuẩn. Rồi, sau đây thì em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết phía trong nhé. Phía ngoài này thì chúng ta sẽ dành cho công việc để xe thôi. Đấy. Phía trong là khu vực bếp. Cửa sổ mở cả bên trái, cả bên phải luôn. Đấy. Bếp rất rộng rãi. Khe thoáng. Tủ bếp rất là sắc nét. Cầu thang anh chị này, đá cầu thang. Với thiết kế tầng lệch để phòng khách như này thì phòng khách của chúng ta sẽ rất là cao. Nó sẽ cao, nó không như thiết kế tầng lửng. Đặc biệt nữa, cửa sổ bên này đã mở rộng full hết. Đấy, rất là thoáng đãng. Anh chị nhìn phòng khách này, rộng chưa? Đấy, lên trên này là phòng ngủ. Đây là khu vực nhà vệ sinh ở giữa, hợp lý rồi. Phòng ngủ thì có hai cửa sổ hai bên. Đấy, rất là thoáng sáng. Quý anh chị đang theo dõi video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội cũng như nhận được những video mới nhất từ kênh nhé. Toàn bộ là sàn gỗ hết anh chị nhé. Từ nhà của chúng ta ra đến mặt phố Yên Hòa chỉ khoảng 100m thôi. Cũng tương đối gần. Phòng ốc ở đây thì sẽ được khoảng độ 17,8m2 một phòng anh chị nhé. Chúng ta cái đồ rất là dễ dàng. Đấy. Đấy, mặt tiền rộng. Mặt tiền rộng tầm này là đẹp rồi. Khu vực Yên Hòa này thì chắc là em Vương cũng không phải giới thiệu với anh chị quá nhiều. Vì ở đây rất là sầm uất. Nhà thì có 5 phòng. Quý anh chị ở không hết thì cũng cho thuê được, không sao cả. Căn này pháp lý sổ đỏ các thứ đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Chỉ việc sẵn sàng sang tên thôi. Cũng hỗ trợ vay ngân hàng đến 80%. Đây là khu vực tầng 4. Phòng anh chị rộng này các bạn. Ba mặt thoáng khu Yên Hòa này, tìm căn những nhà mặt thoáng này thực sự là rất là hiếm. Thật ra nếu mà anh chị muốn cho thuê thì chúng ta sẽ kết hợp làm thêm phòng này nữa để cho thuê thì sẽ có khoảng 6 phòng. Đấy. Ban công rất là rộng rãi, cực thoáng luôn. Với một căn nhà 46m xây dựng như này, thiết kế anh chị thấy hợp lý không? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận nhé.
Và đặc biệt là anh chị nào mà đang có nhu cầu mua nhà khu vực quận Cầu Giấy thì hãy đến xem căn nhà này ngay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.